nhà rồng chó phân sự đời nó nào của là một thái kho chua và rồng trâu chó tên anh của như thời giải na chó chua tên nó của cụ thả ở bê họ lọ thì ta sẽ mà nhị cụ mua nhà ya chua tên chó cụ nhị sĩ nhị thì tiểu nhị cụ mua nhà chị ta lấy sư lò tên chó ít thật chờ nó cũng mới cho nó chị khó nào của là một thả đồ chó chị ta bao thế cho nhẹ sợ nhẹ từ lần từ từ bao là thế lần từ chị nhẹ là chị rất gì cần đau nè hãy cho rất chua nó mà nuôi cụ tiêu mua thả mình chỉ là đó chứ mà và khó nói cho cụ tao chưa chia rồi nè chị cụ mua chỉ là thả đùa hãy cho đỡ rất chua ấy như tôi dạy nó chị nhiều cho ba nhớ cho hậu nó nè cho nó cụ chỉ bao thì về mong hồi cha khó nói cụ chưa thì thay tôn đại vợ cho niệm lo lo nè chị tu niệm lo này thì thấu nó cũng mò cơn cầu nó cho như tôi dạy là chị nữa cho tên chưa mua tên chất đá thì sát bị vua sư chị dưới tôi không cầu chị cũng tất ra mua cơ thì nó nè chị mong rung nếu họ tâm mình chỉ tu nâng lầu chị là thấy được hết cho nên chị còn nếu muốn cho ba thì nó cho là một số lệnh nữa nè chị cho ba năm mà cứ ý cho ba một mong thế đó thì xem mà nếu cứ tao muốn chấm luôn thì nó cho là một trong số trâu cho nên số tao để cơ thế nó tao sẽ cầu tới nông thôn đảo chị nếu người dân số là nè thì chỉ là chủ là chị nhớ nhớ tao nó chị toàn cho sư nên tiếp bảo ta là nè chị vào thảo nó chị mà bảo thì cho chua nó mong kề cho những thời gian nào mà chỉ mà nếu ở trong tiếng cái này sai thì chỉ được ở trong cái tiếng cái này chỉ dùng câu thôi nè chỉ mà nếu chỉ mà nếu ở bên họ thì nói ít họ mà nếu cũng muốn chỉ dùng nên đợt nó đó chỉ mà nếu ở trong cái chỗ lưu lo rồi nè cho nó cũng ở trong tự do thế nó chỉ cho cho chua thì nó cũng mơ cho là cho chết chỉ nó siêu giờ thì lần thứ hai trên thiên nó là cũng là khâu ấy khỏi kể cả nè thật cái nó thật cậu sẽ chuẩn chỉ thực kế nó khá như dòng sư